chúng tôi sẽ được dành cho quý vị sự tỏa sáng bằng tinh thần và những cảm xúc đặc biệt của đôi ngư Tấn Phát và Thân Vi. Chủ đề Tấn Phát, cô dâu Thân Vi trong buổi lễ tân hôn đặc biệt này xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị. Xin được gửi đến những ánh sáng và sự tuyệt vời của tình yêu thương từ Tấn Phát và Thân Vi. Cảm ơn em đã chọn anh là người bạn đồng hành trên con đường sắp tới.